Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn. Trong chương trình thời sự Thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Như quen ấm lòng vì tuyên bố của Tổng thống Joe Biden Chuyên gia nói ông Putin đang phải đối mặt với áp lực kép Anh nói Nga có thể đã mất 4 tiêm kích khi Ukraine tăng tốc phản công lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục có chiến thắng dễ dàng giải phóng bốn quận của vùng Khơ Sinh. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi những nội dung chi tiết. Ukraine ấm lòng vì tuyên bố của Tổng thống Joe Biden. Quý khán giả của Little Sài Gòn thân mến, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào Kiev vẫn cần Washington. Đài RT ngày 19 tháng 9 dẫn lời Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine đến khi nước này giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Tây Nga. Tổng thống Joe Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS News được phát sóng vào tối ngày 18 tháng 9, cái giá mà người dân Ukraine đang phải trả cho cuộc xung đột này là rất đắt, nhưng chúng tôi sẽ lại với họ miễn là họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, với sự giúp đỡ đáng kể mà chúng tôi và các đồng minh đang dành cho họ, cùng với lòng dũng cảm và quyết tâm đáng kinh ngạc của người dân Ukraine, họ sẽ không thua trong một cuộc xung đột và năng đạt được thắng lợi tại một số khu vực nhất định. Tuần này, Tổng thống Joe Biden phê duyệt thêm 600 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bên cạnh gói 675 triệu USD được công bố hồi tuần trước. Kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược tại Ukraine ngày 24 tháng 2, Tòa Bạch Ốc đã cam kết viện trợ tổng cộng 43,3 tỷ USD cho Kyiv. Một phần trong số đó là tiền mặt, trong khi phần còn lại là vũ khí, đạn dược và hoạt động huấn luyện do nguồn quốc đại cung cấp. Tính đến tuần trước, khoản viện trợ quân sự đã lên tới 14,5 tỷ USD kể từ tháng 2 so với con số 17,2 tỷ USD được chuyển cho Ukraine kể từ cuộc đảo chính năm 2014. Nga nhiều lần thúc giục Mỹ và phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Ukraine và nhấn mạnh rằng điều đó sẽ chỉ làm cuộc xung đột kéo dài mà không làm thay đổi kết quả. Trong khi đó, quân đội Mỹ ở châu Âu được đặt trong tình trạng báo động cao độ vì lo ngại về phản ứng của Nga sau một số thất bại ở Ukraine gần đây, theo đài RT. Sau khi thăm một căn cứ quân sự ở Ba Lan ngày 18 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói với các phóng viên rằng tất cả chúng ta phải duy trì trạng thái sẵn sàng, cảnh giác cao độ. Ông nói, tôi đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo lực lượng Mỹ luôn ở trạng thái sẵn sàng. Những tổn thất lãnh thổ của Nga ở khu vực Kharkov, Ukraine gần đây không có nghĩa làm tăng nguy cơ tấn công chống lại lực lượng Mỹ, nhưng trong chiến tranh không ai biết trước điều gì. Chuyển sang một bản tin khác, Chuyên gia nói ông Putin đang phải đối mặt với áp lực kép. Thưa quý vị, theo giới phân tích, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đối mặt với áp lực kép từ các đoàn phản công của Ukraine cùng việc các đồng minh chủ chốt thể hiện sự dè dặt đối với cuộc xâm lược của Moscow. Theo hãng tin AP, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chỉ áp lực kép từ các đoàn phản công của Ukraine và trên lĩnh vực ngoại giao, trong bối cảnh cuộc xâm lược ở nước láng giềng đã kéo dài đến tháng thứ Bảy và Kiev đã giành lại được nhiều vùng lãnh thổ. Theo IP, Việt Nga lui binh khỏi các khu vực phía Đông Bắc mà nước này giành quyền kiểm soát từ đầu xung đột cùng với sự dày dặt hiếm hoi của các đồng minh chủ chốt đã nhấn mạnh những thách thức mà ông Putin phải đối mặt. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Uzbekistan vào ngày 16 và 17 tháng 9, các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc đã nêu lên các lo ngại về cuộc xung đột kéo dài. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói với ông Putin, đây không phải thời đại của những cuộc chiến. Tôi và ngài cũng đã nhiều lần thảo luận vấn đề này thông qua các cuộc điện đàm. Dân chủ, ngoại giao và đối thoại chính là thứ sẽ chạm đến mọi người. Thủ tướng Modi cho biết, ông muốn thảo luận về cách Nga và Ấn Độ có thể tiến lên trên con đường hòa bình. Ông nói thêm rằng, các mối quan tâm lớn nhất mà thế giới phải đối mặt là an ninh lương thực, an ninh nhiên liệu và phân bón chứ không phải chiến tranh. Ông Modi nhấn mạnh, chúng ta phải tìm ra một số lối thoát và nga cũng phải đóng góp vào điều đó về phần mình chủ tịch trung quốc tập cận bình bày tỏ sự ủng hộ của bắc kinh đối với lợi ích cút lỗi của nga nhưng cũng muốn hai bên hợp tác để tạo sự ổn định cho các vấn đề thế giới đây được cho là các bình luận hiếm hoi hai lãnh đạo trung quốc và ấn độ gửi đến nga liên quan tình hình ukraine kể từ khi xung đột nổ ra cả bắc kinh và new delhi đã duy trì quan hệ chặt chẽ với nga và giữ thái độ trung lập với chiến sự theo IP, các bình luận nói trên đã ít nhiều phủ bóng lên một hội nghị thượng đỉnh mà ông Putin hy vọng sẽ nâng cao vị thế ngoại giao của Moscow trong bối cảnh phương Tây đang đa sức cô lập Nga. Ngày 17 tháng 9, Bộ Quốc phòng Anh dự báo chiến tuyến mới của Nga Ukraine có khả năng nằm giữa sông Oskil và Svatov, cách thành phố Kharkov, tỉnh Kharkov, khoảng 150 km về phía đông nam. Hiện các lực lượng Ukraine đang vượt sông Oskil, đoạn thuộc tỉnh Kharkov và đặt pháo ở đó theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của trụ sở tại Mỹ. Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, hiện các lực lượng Nga không đủ mạnh để ngăn chặn bước tiến của Ukraine dọc theo toàn bộ sông Oskil. Trong một diễn biến khác, ngày 16 tháng 9, Nga cáo buộc Ukraine không kích có chủ đích vào nhiều thành phố trên khắp đất nước để triệt hạ các quân chức địa phương đang cộng tác với Moscow, theo hãng thông tấn Itatas. Cụ thể, Nga có buộc Ukraine bắn ít nhất 5 tên lửa HIMARS vào tòa nhà hành chính trung tâm tỉnh Kherson, nơi quân đội Nga kiểm soát kể từ tháng 3. Ở thành phố Luhansk, tỉnh Luhansk, Moscow cho biết một công tố viên thân Nga và cấp dưới đã thiệt mạng sau khi văn phòng của họ bất ngờ nổ tung. Ở phía nam, chính quyền ly khai do Nga hậu thuẫn ở thành phố Berdyansk, tỉnh Zaporizhia, các buộc Kiev ám sát ông Oleg Boko phó cơ quan hành chính quân sự do Nga bổ nhiệm và vợ ông, ông Berko là người đứng đầu ủy ban bầu cử, thành phố. Cơ quan sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý sắp nhập Nga. Cũng có các thông tin cho rằng Nga đang cạn kiệt vũ khí. Theo thông tin từ quân đội Ukraine, Nga tiếp tục tấn công các thành phố và làng mạc bằng tên lửa. Tỉnh trưởng ca ông Olesinie Hupov, cáo buộc một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong ngày 17 tháng 9 đã gây hỏa hoạn ở một khu công nghiệp thuộc tỉnh Kharkov. Theo ông Hubov, các dấu vết tại hiện trường cho thấy vũ khí được quân nga sử dụng trong đợt tấn công này là tên lửa đất đối không S-300. Theo IP, S-300 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không, bao gồm tên lửa hoặc máy bay, chứ không phải nhắm vào các mục tiêu trên mặt đất. Các nhà phân tích cho rằng, việc Nga sử dụng tên lửa cho thấy Moscow sắp cạn một số loại vũ khí có độ chính xác cao. Ngoài ra, theo các quan chức và nhà phân tích phương Tây, các lực lượng Nga dường như đang thiết lập một tuyến phòng thủ mới ở phía đông bắc của Ukraine sau khi lui binh khỏi nhiều thành phố chiến lược ở tỉnh Kharkov. Tuy nhiên, ngay sau khi rút khỏi thành phố Izum, tỉnh Kharkov, quân Nga đã phải đối mặt với các cáo buộc làm chết dân thường ở đây. Ngày 15 tháng 9, chính quyền Ukraine cho biết họ đã phát hiện một khu mộ tập thể chôn cất hơn 440 thi thể ở Izium và có buộc quân Nga đã nhắm vào các người dân ở thành phố này. Phía Nga đến nay chưa đưa ra phản hồi với các buộc này. Chuyển sang một bản tin khác. Anh nói Nga có thể đã mất 4 tiêm kích khi Ukraine tăng tốc phản công. Thưa quý vị, anh cho rằng Nga dường như đã mất ít nhất 47 chiến đấu trong 10 ngày qua khi Ukraine tiến hành chiến dịch phản công tốc độ cao trên toàn tuyến. Trong thông báo ngày 19 tháng 9, Bộ Quốc phòng anh cho biết Nga có thể đã mất ít nhất 47 chiến đấu ở Ukraine trong 10 ngày qua. Theo thống kê của anh, Nga có thể đã mất tổng cộng 55 tiêm kích kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc xâm lược ở nước láng giềng từ ngày 24 tháng 2. Anh cho hay có một khả năng là thiệt hại của Nga gia tăng một phần là do không quân Nga đã chấp nhận rủi ro lớn hơn để thực hiện hoạt động hỗ trợ cận chiến cho lực lượng mặt đất của Moscow. Bộ Quốc phòng Anh nhận định đà tiến của Ukraine trong chiến dịch phản công có thể đã gây áp lực buộc Nga phải làm như vậy. Ngoài ra, tình báo Anh còn cho rằng một số phi công Nga có thể đã đi nhầm trên không phận Ukraine và lạc vào khu vực mà phòng không Kiev triển khai dày đặc hơn khi các đường dây tuyến giữa hai bên liên tục thay đổi nhanh chóng trong thời gian qua. Trong những tuần gần đây, Ukraine tiến hành chiến dịch phản công tốc độ cao ở tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine, đồng thời giành lại được một số thành phố quan trọng. Ukraine cho biết họ đã đánh lạc hướng Nga bằng việc tuyên bố phản công ở miền Nam, nhưng sau đó lại hướng lên khu vực đông bắc để tấn công vào khu vực nơi Nga triển khai lực lượng tương đối mỏng. Bộ Quốc phòng Nga hôm ngày 10 tháng 9 xác nhận rút lực lượng khỏi một số khu vực ở tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine trong đó có thành phố Izium để tái triển khai, tập trung cho mũi tiến công Donetsk. Điều này đồng nghĩa với việc Kiev giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ có ý nghĩa chiến lược vốn được Nga coi là trung tâm hậu cần cho lực lượng ở miền đông Ukraine. Dưới chuyên gia quân sự nhận định, quyết định rút quân của Nga nhằm hạn chế thương vong trong bối cảnh quân đội Ukraine phản công mạnh ở Kharkov. Các chuyên gia dự đoán Nga sẽ tập hợp lực lượng để tiến hành một số cuộc phản công quy mô lớn trong thời gian tới. Chuyển sang một bản tin khác lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục có chiến thắng dễ dàng giải phóng bốn quận của vùng Kherson. Thưa quý vị, ở phía Nam, hàng không Ukraine đã thực hiện 15 cuộc tấn công vào đối phương trong ngày. Điều này đã được báo cáo trong Bộ Chỉ huy Hành quân Nam. Hai trinh sát không người lái cấp tác chiến chiến thuật oland 10 và oland 30 đã tiêu diệt thông báo cho biết, các đơn vị tên lửa và pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện hơn 260 nhiệm vụ hỏa lực, đặc biệt tại các địa điểm tập trung dự trữ nhân lực và trang thiết bị của đối phương ở các quận Berislav, Henninche, Kharkovsky và Kherson trên các cây cầu và các giao lộ thay thế cầu phao và xà lan. Cụ thể, Ukraine đã bắn cháy các kho dự trữ vũ khí ở quận Bastan, các sở chỉ huy và phòng không ở quận Berislav và Kharkovka, một khu tập trung vũ khí và thiết bị gần Klove, một trạm tác chiến điện tử gần Kherson và một cầu phao ở Nova Kharkovka tại và Kherson, Ukraine đã gây ra tổn thất cho quân xâm lược phát xít Nga. Ba pháo tự hành MSTAS và MSTB pháo 152mm, xe chỉ huy điều khiển máy bay chiến đấu, một BMP-3, hai kho đạn ở Plahodatne và Kherson. Nga không tập trung đạn dược ở các kho lớn nữa vì sợ Hamas họ chi ra nhiều kho nhỏ rải rác khắp nơi. Trước đó, quân Nga muốn bố trí một tuyến đường thay thế băng qua Nipro, trong khu vực Novaya Kakhovka và Kozaksky, tuy nhiên chiếc xà lan chở đầy vũ khí, trang thiết bị và nhân viên đã bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công. Vâng, thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn.